Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FBA channel, lại là mình đây. Hôm trước thì mình có unbox cái sản phẩm này ở trên TikTok này, mình mua nó với mức giá chỉ hơn 300 một tí xíu thôi mà đã có một chiếc bàn phím cơ gaming rồi, có LED RGB rồi, có switch cơ blue switch rồi, thật sự phải nói rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ làm một cái video review full ở trên YouTube luôn để các bạn có thể có thêm những cái thông tin chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào mà quan tâm về các bàn phím cơ này mình mua ở đâu thì có thể tham khảo đường link Shopee, mình sẽ để ở ngay phần mô tả video để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu video và đánh giá về sản phẩm bàn phím cơ giá chỉ hơn 300k này thôi. Ok, và với chiếc bàn phím cơ mình mua thì nó sẽ là một chiếc bàn phím màu hồng. Tuy nhiên khi nhận được thì chúng ta sẽ nhận được một cái hộp màu đen nhé. Nhưng các bạn cũng không cần phải quan tâm, tại vì bên trong của nó sẽ là màu hồng các bạn ạ. Ở phía trước các bạn sẽ có hình ảnh sản phẩm này. Mã sản phẩm của nó sẽ là bàn phím K2 Pro. Các bạn sẽ có ở đây là một số thông tin như là switch cơ học này, LED rainbow này, true shot này, rồi là nó có thể tăng chỉnh được độ cao này. Mặt sau sẽ là một số cái thông tin y như mặt trước. Và bây giờ thì mình sẽ unbox luôn để xem là bên trong cái hộp của bàn phím cơ này thì nó có gì hay không nhá. Thực ra thì mình đã unbox từ trước rồi, bây giờ thì mình chỉ lấy cái hộp ra bỏ vào cho nó giống thôi. Thì khi các bạn mua cái bàn phím này ấy, chúng ta sẽ không được tặng kèm bất kỳ món phụ kiện nào đâu. Các bạn chỉ có bàn phím duy nhất và cũng như là các bạn sẽ có thêm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà thôi. Tuy nhiên thì do mình test 2-3 ngày rồi nên mình quăng luôn cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đâu không biết các bạn ạ. Thôi tốt nhất các bạn chúng ta hãy bỏ qua cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nó đi và đến ngay với chiếc bàn phím cơ này luôn. Thực sự ấy là với chiếc bàn phím cơ K2 Pro này thì mình thấy chúng ta sẽ có rất nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Màu đen này nếu những bạn thích mà mạnh mẽ một tí xíu, màu xanh da trời nhạt này, và chúng ta sẽ có phiên bản màu hồng cá tính ở đây. Cá nhân mình thì mình lại rất thích phiên bản màu hồng các bạn ạ. Không biết các bạn thích như thế nào, chứ còn với phiên bản màu hồng của mình là kiểu nó đẹp thực sự luôn. Và với phiên bản màu hồng ấy thì cái phần keycap của nó cũng sẽ là màu hồng, và cái phần plate của nó bên dưới cũng sẽ là màu hồng, và cái phần body của nó cũng sẽ là màu hồng luôn, chứ không phải mỗi bộ keycap màu hồng đâu nha các bạn. Nên là nó sẽ rất là tông xuyệt tông và nhìn nó cực kỳ đẹp. Với cái bàn phím này thì mình thấy rằng là cái hoàn thiện của nó trong tầm giá 300k thì cũng tương đối ổn rồi. Nó vẫn có một chút ọp ẹp khi mà chúng ta vặn bàn phím như này này, nó vẫn có một chút xê dịch cái phần plate, cái phần khung của nó. Tuy nhiên thì làm sao mà tìm được cái bàn phím nào mà trong tầm giá 300-400 mà nó chắc chắn được, thì đại đa số bàn phím cũng sẽ như thế này thôi. Và trong tầm giá 300-400 thì anh em cũng chỉ tìm được cho mình một cái bàn phím cao su, chứ đảo đâu ra một chiếc bàn phím cơ nó lại ngon nghẻ như thế này. Với chiếc bàn phím cơ này ấy, thì phía trước các bạn sẽ có ở đây là thiết kế TKL với cái bố cục phím là 87 phím. Và ở phần mặt sau thì chúng ta sẽ có cái phần plate của nó ở đây và có 4 cái chân cao su để tiếp xúc với mặt bàn, cũng như là nó sẽ có thêm một cái cần gạt để chúng ta có thể tăng giảm độ cao cho nó phù hợp với lại cái thói quen bấm phím, gõ phím của chúng ta. Cá nhân mình thì mình thích tăng giảm độ cao như thế này hơn, tại vì khi mà bàn phím nó nghiêng một góc chia một tí xíu ấy thì mình bấm nó cảm giác nó thoải mái hơn rất là nhiều khi mà chúng ta để ngang các bạn ạ. Còn cái phần sợi dây này thì mình thấy rằng nó cũng đi một cách rất là gọn gàng. Chúng ta sẽ có 3 cái góc có thể đi dây được, trực diện này, bên phải này, cũng như là bên trái. Và cái phần sợi dây này thì nó không quá xịn sò đâu, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi, nó sẽ có chiều dài là tầm 1,8m nhé. Nói chung thì nếu các bạn bố trí vào góc gaming, góc học tập của mình thì với chiều dài dây là 1,8m thì mình thấy nó cũng đã rất đủ để chúng ta dùng rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là kết nối cũng như là review chi tiết hơn. Với chiếc bàn phím cơ này ấy, thì nó sẽ là một chiếc bàn phím cơ dành cho Windows. Nếu các bạn kết nối với Mac OS thì nó sẽ gặp một số vấn đề. Ví dụ như là cái phím Command ấy, thì nó sẽ không dùng được. Đó, nó sẽ thiếu đi cái phím Command, nó không hỗ trợ cho Mac OS cơ mà. Nên là các bạn mua chiếc bàn phím này về thì tốt nhất chỉ dùng cho Windows mà thôi. Còn nếu bạn dùng cho Mac thì các bạn nên bỏ ra một số tiền lớn hơn để mua những bàn phím đến từ Keychron thì mình thấy nó sẽ ổn áp. Với cái bàn phím này ấy, thì cái phần keycap của nó sẽ được làm dạng là keycap xuyên LED double shot, nên là khi chúng ta sử dụng hoặc là chúng ta dùng theo năm tháng thì nó không có bị bay màu và nó không có bị kiểu bay cái lớp sơn ở mặt trước đâu, tại vì đây là dạng xuyên LED mà. Các bạn có dùng cái bàn phím này có hư đi nữa thì cái phần keycap này cũng không thể nào mà phai cái biểu tượng cũng như là các dòng chữ trên này được. Nói chung là cực kỳ ngon. Và với cái dạng keycap xuyên LED này thì khi các bạn bật LED RGB lên thì nó sẽ sáng hơn, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà chúng ta so sánh với những bàn phím cao su có dạng keycap thường trong tầm giá này. Rồi, cái keycap này thì mình thấy là cảm giác sờ của nó thì không được ngon lắm. và nhìn còn hoàn thiện thì còn khá là thô. Tuy nhiên thì thôi, theo tầm giá này mình cũng không thể nào đòi hỏi hơn được. Còn về cái phần switch ấy, thì cái phần switch của cái bàn phím này thì nó sẽ dùng cho mình bàn phím dạng là blue switch. Blue switch thì nó có cái điểm yếu. Tuy nhiên thì nếu các bạn thích cái tiếng tạch 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 khi mà chúng ta bấm bàn phím ấy, thì blue switch chính là cái lựa chọn tốt nhất. Và cái switch này thì đến từ một cái thương hiệu có tên là GCN. Nói chung thì một cái thương hiệu không phải là tên tuổi, và mình lần đầu tiên mình nghe đến cái tên của nó. Nhưng mà với cái switcher này thì mình thấy trong tầm giá 300k thì nó bấm cũng khá là ổn các bạn ạ, độ này tốt. Và cái hành trình phím của nó thì tương đối ổn, mình bấm thì gần như cái độ chính xác của nó là 100% luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn nghe qua cái âm thanh clicky từ chiếc bàn phím này để có thể đánh giá được về chất lượng của nó nhé. Nói chung thì với âm thanh của bàn phím này thì mình thấy nó sẽ là tương đối to, nên là nếu như mà các bạn thường xuyên mà sử dụng làm việc đêm ấy thì nó chưa ổn lắm. Các bạn mua bàn phím cao su thì nó sẽ ok. Còn nếu các bạn dùng nó để chơi game hoặc phòng chúng ta cách âm tốt ấy, thì bàn phím này mình thấy nó vẫn rất là ok. Rồi, còn đến với cái phần LED của cái sản phẩm này thì mình thấy nó sẽ có một chút giới hạn nhá. Là trong tầm giá 300k thì cái LED của nó chỉ là LED đơn sắc thôi. Tức nghĩa là mỗi phím thì nó sẽ có chỉ duy nhất một màu nhất định. Nó không thể nào có LED RGB từng phím giống như là những chiếc bàn phím tầm giá tầm là 5-700, nên là các bạn cũng phải thông cảm cho nhà sản xuất này nhá. Và với chiếc bàn phím này ấy, chúng ta có thể thay đổi lên đến là 10 chế độ LED khác nhau bằng cách là ấn nút FN này cộng SL để có thể là chỉnh qua các chế độ LED. Và các bạn dùng nút FN này cộng với lại 4 phím di chuyển bên phải để có thể tăng giảm độ sáng, để có thể tăng tốc hiệu ứng, vân vân và mây mây. Nói chung thì nó sẽ có khá là nhiều chế độ LED để chúng ta có thể trải nghiệm. Rồi, đây là video đánh giá về một chiếc bàn phím cơ mức giá chỉ có hơn 300 ở trên Shopee thôi. Trong đợt mùng 5 tháng 5 sắp tới đây thì có thể nó còn được giảm giá xuống sâu hơn nữa, và khi bạn dùng kèm một vài mã voucher giảm giá thì mình nghĩ mức giá của nó còn dưới 300k cơ. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc bàn phím này? Với một chiếc bàn phím cơ có mức giá siêu rẻ đến như vậy thì các bạn có kết nối hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhé. Và đường link mua hàng thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video để anh em có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì bye bye.